Cũng trong ngày 17 tháng 12, Trạm Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật thành phố Châu Đốc tổng kết mô hình sản xuất lúa theo hướng tiêu chuẩn bền dững SRB kết hợp công nghệ sinh thái tại phường Châu Phú B. Đến dự có ông Nguyễn Giang Bằng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Châu Đốc. Mô hình được thực hiện tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phường Châu Phú B có 20 nông dân tham gia với diện tích gieo trồng 15 hectare, giống lúa OM18, OM5451 để khuyến khích nông dân tuân thủ thực hiện các tiêu chí theo SRB. Tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ 50% giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tại mô hình, bà con nông dân trồng qua nhái dọc theo đường giao thông nội đồng và bờ ruộng để tạo nguồn thiên địch tự nhiên, từ đó thúc đẩy giảm số lần phun thuốc của nông dân trong mùa vụ sau khi tham quan trực tiếp mô hình nhiều nông dân tỏ ra thích thú khi thấy ruộng lúa phát triển tốt mà giảm được chi phí đáng kể có thể thấy rằng việc thực hiện mô hình công nghệ sinh thái cũng đã góp phần giải quyết bài toán chi phí sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng đồng thời tạo cảnh quan nông thôn thêm rực rỡ sắc màu. Ngoài ra, khi thực hiện trồng lúa theo tiêu chuẩn SRB, trong đó chú trọng việc giảm lượng giống gieo xạ, cấy mật độ thưa, giảm lượng phân bón thuốc bảo vệ thực vật, nước tưới, thất thoát sau thu hoạch mà năng suất vẫn tăng. Nhờ vậy, lợi nhuận cao hơn ruộng đối chứng. Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRB dựa trên nền sản xuất theo kỹ thuật 1,5 giảm, vừa đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị liên kết tiêu thụ, vừa tăng hiệu quả sản xuất, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe nông dân và người tiêu dùng hướng đến sản xuất bền vững.